Kênh Bonsai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn, cũng mời quý cô chú mấy luôn câu thương thành phẩm ghép vào mùa ha, dưới phôi mây vàng chú quý. Vô clip nha quý cô chú, chờ đợi ha, cô chú anh chị liên hệ tiếp cho anh Mai chúng ta. Xin gọi anh chào anh Mai. Đây, em chào anh Linh ha. Dạ. Em xin bánh chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay em cũng tiếp tục lên clip nữa. Hôm nay em có phôi mai vàng, phôi tứ quý và mai thành phẩm để giao lưu với cô chú, thì qua số điện thoại của em là 0939048121. Em tên Mao ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Thì cũng cảm ơn cô chú đã ủng hộ em những clip vừa rồi ha. Cũng đạt 80-90%. Dạ rồi, đầu clip em vô trước phôi mai vàng. Phôi mai vàng mini nha cô chú. Chiếc lắc. Đế thì chơi được nha cô chú, đế cũng bỏ đều hết ha. Vì mình lấy đế gom là cũng được mà. Đúng rồi. Chắc rồi. Chắc rồi, cắm bự bự. Cái bè đang cắm ngay đế gom đẹp. Cái chiều cao là 37 tới mặt bầu nha cô chú. Cái đường kính bầu là 39. Rồi, vô cái quạnh. Này nó nở lắm nha cô chú, không biết đo sao, đo đại trên này cái đi thì chẹp xuống. 30 cô chú. 30 yếu. Chạc nở vượt tới 33-37 luôn nè. Tại nó nở nó chạc ra. Rồi mã số 1 em giao lưu với cô chú là giá 600k bao ship. 600k cái số 1. Chị gọi phép được thôi. Đây điều. Đây đó, gom đế này cắt lại đẹp. Số 2. Em này cũng lùng luôn cô chú ơi. Lùng lực ha, sát lớn nha. Cái này cũng vậy luôn, giống như nó. Cái này thấy vậy chứ ghép mấy gì vô lùng lực là nhìn cây dữ lắm nha cô chú. Để này nếu mình lấy em vừa không đẹp chút này. Gọn. Thì cắm một bự. Cắt gọn một chút ép chậu nữa. Rồi em vô chiều cao tới dây đế là 27. Đường kính bầu là 44. Nở cũng chạc chạc luôn. Cái nào nó cũng chạc nở vậy. Quỳnh vị trí này 34. Chạc nhẹ một cái. Nhẹ một cái là 39 rồi cô chú. Rồi mã số 2 em giao lưu với cô chú là giá 700. 700k bao ship, cây sắt lớn nha cô chú, ba mấy hoành nha, lùng lực. Số 3 em này quái hơi quái cô chú ơi. Cực kỳ quái mà cực kỳ già luôn nha. Cái này cô chú nào thích cái con này thì để, còn không thì về mình dạt xuống á, dạt ngang đây xuống cũng được, hoặc là mình bỏ luôn chi này cũng được, bỏ lấy cái co lắc này thôi. Cắt ngắn là ghép vào cái dây cái tàn ra em để gì cho cô chú mình về cắt cho nó theo ý mình, nó phê hơn. Cực kỳ già nha cô chú, có rễ chỗ này nó hơi bị lũa nhẹ xíu xíu hồi lúc trước lâu rồi nha cô chú, bây giờ nó cuốn hai bên mép lên nè ha. Chứ nhát rồi ha, nó không có mục nữa nha. Nó vậy đó. Cái này hơi bị già dữ luôn. Nó già dữ lắm, già. Đấy thì mấy cọng mà nó cuộn cuộn mà nó chà bá. Chiều dài em đo gì là 43. Cái đường kính bầu là 37. Nguyên cục đế dây tròn này là 65. Dễ hoành luôn. Hoành vị trí này 26. Dạ, hoành 26. 26 ha. Cây này già lắm nha chú, quái ha, quái cây. Cái cục lên ngộ.
nó lồi nguyên một cục lên, lồi lên nè. Dính cái ngắt nó chứ nè, nó giống như một cọng vậy, nó đường qua đường lại nó dính lại chứ. Rồi cây số 3, cây này nó hay quái nha cô chú. Em giao lưu với cô chú là 2 triệu. Cây số 3 2 triệu. 2 triệu. Cây này mình lợp mà mình dạt ngang đây ha, mình chơi cái cạnh bay ra cũng được, cái này làm cái ngọn. Cũng nhìn cũng phê lắm. Em có thấy thế mình hay là thế chơi. Cái mã số 4 của chú ơi, đây luôn. Số 4 này này sát lớn nha cô chú. Nó mới về, em chưa có vệ sinh ba cái ghế nhỏ nhỏ từ lưa hết trơn, với ba cái ghế dừa. Sống chung với dừa dữ. Mới về luôn. Em này ở ngoài cô chú nhìn cái xác thấy hết hồn, nó tròn vo, nó chà bá một khúc. Vậy nó cũng được được, cũng chơi được. Này hồi xưa chủ nhà nó chặt hai cái nhánh này, người ta lấy một cốt rồi nha cô chú. Nhưng mà em ở trên nó cũng trống quá, thôi em về em cắt ngang luôn. Chơi lùng luôn. Này 3 tháng 8 này đủ rồi. Cho nó đỡ phí xếp một chút chứ cái bầu nó lớn mà để cây cao nữa xếp chịu không nổi đâu. Cây này xếp 800-900 ngàn. Cái bầu này chắc cái 100 kg. Nặng dữ lắm, nặng luôn. Bự, to, đực. Cây này về thấy vậy chứ cô chú cảo mình kéo nhẹ mấy ghế này lại là sửa lại đàng hoàng, cái cây nhìn nó chim lắm. Cây về bây giờ thì mình cảo vậy. Rồi em vô cái chiều cao ha. Chiều cao em đo tới dây đế gì thôi là 46, cái đường kính bầu hết hồn là 69 gần 70. Rồi vô cái bành luôn ha, chà bá nện chỉ chí này là 50 ha, đo tốt trên cho cô chú mình thấy luôn, 50 luôn, 48. Nó nằm nguyên một khúc luôn. Cây này về mình mấy cái đầu này mình ghép vô cũng được ha, mình lọc mình bỏ bớt nha cô chú. Bỏ bớt mình ghép ha. Lọc nó cũng to to nha. Sát lớn quần to. Quần to. Để cho nó nhiều cho nó kéo mấy cái mặt này cho nó lẹ. Rồi cái mã số 4, cái này em giao lưu với cô chú là giá 3.700.000. Bình chuẩn 50 luôn nha cô chú. Cây nó nâng lên một khúc chà bá luôn. Nhìn ngoài nó dữ lắm cô chú ơi. Nó tròn vo. Cây số 4, 3.700.000. Tiếp theo số 5 là mai tứ quý của chú ơi. Quý ha, cây này có cành bay bay ha. Có cành bay, cành hồi đều có đủ nha cô chú. Mình không thích cành bay nhỏ này mình cắt bỏ cũng vẫn được ha, mình chơi cành bay này có cành hồi ngược nhìn đây. Thì cô chú ha, để đại về cho cô chú mình cắt. Đế thì nó gom nguyên cũ nè. Nguyên khối. Gom được héo. Yếu tí xíu thôi. Này quá trời. Cục đế. Cục lùn. Cái cành còn cái bài thôi. Rồi, em đo chiều cao nha. Tới mặt bầu là 68. Cành phóng nhẹ vậy là được 40. Cây này nhìn nó cũng khéo khéo cây nha cô chú. Nguyên cục đế về 84 luôn nè cô chú. Còn vị trí này 30. Vị trí gì 30 nha.
Đó, vị trí nào tính vị trí nấy nha cô chú. Thoát thân thì thấp mà. Thân có 22. Cái này rất là khéo ha. Còn gọn gì vừa. Thì chơi cũng gọn. Rồi cái số 5 giá. Rồi cái mã số 5 em giao lưu với cô chú giá 2.4 triệu cô chú ơi. Cây này nó cũng khéo cây lắm ha. Em xin lời số gọi luôn. Rồi số điện thoại của em là 0939048121. Em tên Mao. Số 6 của chú ơi cũng là tứ quý ha. Cây này đẹp nha cô chú. Cây này quá đẹp luôn ha. Tóc thân thì lại thấp nữa. Thân gan nè, hơn gan tí à. Cái này sổ gì là được 27, 28 mà. Điều nhắc nhé. Cái đường kính bầu 47. 45 chứ quên. Kẹo sổ kẹo chứ không. Chiều cao em đo tới 52. Cây này rất là khéo nha cô chú. Cây này là em cũng nhắc lại ha, cây này là cây của clip trước nha. Cây này rất là nhiều khách hỏi nha. Nhưng kỳ rồi em bị lộn ha, nhầm. Tại vì anh khách anh chốt nhầm. Anh mua cây số 9 mà anh nói cây số 10, mình gửi cây số 10. Thì cô chú anh chị mình xem clip ha, nói đúng mã số giùm em nha. Đúng cây mình nhớ đúng cây rồi đúng mã số luôn. Tại có một số anh em nhắn tin lộn lộn hoài à. Cây này cây số 6 phải thú quý. Đây kẹo. Rễ bành bành. Mình vị trí này là 27 ha. Dạ, yeah, 127. 27, yếu nhẹ một chút. Củ lửng lửng trên đây là 51. Cây này clip rồi là cỡ chừng cỡ 30 khách hỏi. Bởi vì lý do kỹ thuật chút xíu. Đẹp. Đẹp kẹo. Cây này đúng ra em gửi hình lại cho khách em vẫn bán được nha. Không cần quay đó, nhưng mà tại vì em quay lên cho cô chú anh chị mình ngẫu nhiên nè, ai chốt được thì chốt. Chứ cây này em gửi hình lại cho khách thì vẫn bán được bình thường nha. Khách clip rồi hiểu nhiều hỏi dữ lắm luôn. Đây đẹp. Đây, khỏi chơi quá trời kẹo. Quá trời cái nó khéo nó đều hết trơn luôn, cứng luôn, hai chân chịu trước chà bá nện. Rồi cây số 6, cây này em giao lưu với cô chú là giá 3.1 triệu cô chú ơi. 3.1 triệu cây số 6 cô chú ơi. Rồi tiếp theo mã số 7 ha. Em này cũng mới về nha cô chú. Chưa có vệ sinh gì hết trơn. Em này về chung với cây mai vàng nãy. Số 3, số 4. Em này sát cũng to to nha cô chú. Nhưng mà đế thì hơi yếu nha. Chưa vệ sinh ha. Có đế nữa hết mà đều yếu. Không biết dưới đây còn nữa không à. Gốc nó còn nở dài xuống rồi. Cây này thì cái gốc đẹp nha, nó phì ở dưới, nó phì nó giót dài lên. Cốt cành thì nó đóng nhịp nhàng ha. Cây này cô chú muốn chơi lùng thì mình giật này xuống ha. Này xuống lấy này làm cái ngọn là cũng được, thì nó lùng nữa. Chiều cao là 64. Cái đường kính bầu là 38. Rồi cho cái hoành luôn ha. Hoành vị trí này 35 luôn nè cô chú. Hoành 35. Nó còn nở dài xuống. Rồi,
Rồi cây số 7 em giao lưu giá 1 triệu 7 luôn cô chú ơi. Dạ 1 triệu 7, cây số 7. Dạ, em số 8 này hành hành tí. Dạ, thôi trả tiếp thôi. Thôi. Dạ, gắn cây. Chìm cây mà được. Và tứ quý lớn lớn. Rồi tiếp theo mã số 8 của chú ơi. Cây tứ quý này cũng hơi lớn nha, 4 mấy hoành. Chỉ cành ok. Cành tốt, cành ngon lành giống như cô chú, có cành phóng ha. Cây này ở ngoài nhìn lực lắm nha cô chú. Cái cốt này cô chú không thích có thể mình tán bỏ ha. Ở đây nó 4 cốt nó đóng nhịp nhàng 4 bên đều hết trơn. Đây cái ngọn ha. Cái cành to to. Cái này mình chơi cái cũ nha. Để nó bỏ xuống không à. Này mình chơi cái cũ. Cũ gom chọt tròn vô. Cũ tròn vô. Nở luôn, nhìn cái cũ nhìn cái góc nở. Rồi. Cái cành phóng này 60 nha cô chú. Chiều cao tới đây là 93. Cái đường kính bầu là 59. Cái này em chim nó chưa ngay nha cô chú, giờ mình trồng mình chỉnh lại. Chứ cây này sơ là nó thẳng băng à. Cục cạch nó to. Mập ú ú. Quý mà chiều ghép cái tạng này nó cây bự lắm. Cây này nhìn cũng khá cây. Rồi vô hoành nha, đo trên cái này. Cho cái eo là 44 nha cô chú. 44 hoành ha. Hoành là chi 44. Nó nở một chút xíu này là 50. Nhìn cũ luôn. Cũ sao mấy mấy 10 thôi. Hơn 7 mấy. Cũ 7 mấy cô chú ơi. 80 luôn. Ở dưới cái giò sạch mòn. Rồi xin giá. Rồi cái mã số 8 em vô lưu với cô chú là giá 7 triệu 9. Rồi cái số 8 thôi tôi quý 7 triệu 9. 7 triệu 9. 7 triệu 900 ngàn nha. Cái này em cũng bao xếp toàn quốc cô chú luôn. Nặng bự. Cái này cũng tôi quý. Cái này cốt cành nó lực nha cô chú. Đo thử cái cốt cành ở dưới ha. 18 luôn nha cô chú. 18 ha. Cành 18. Đây là bụng lớn bụng đây. Rồi tiếp theo thì tới mai thành phẩm nha cô chú. Ở số số 9 nha cô chú là một cây mai vàng ghép cúc thọ hương ha. Cây này cũng 3 mùa rồi cô chú ơi. Ha. Cơm hơi bài bài ha, đế thì cực kỳ đẹp nè. Đế thì ok. Khá ok đẹp. Cực bài. Tàn tròn. Có đủ dây tết luôn. Thì đủ. Cái này thì chơi rất ok luôn nha. Đang lên kim, đang rơi như kim. Cái chọt cũng bự nha, tạo tàn tạo do ấy. Nó già mùa lắm rồi, tại vô dây rồi nó hơi chậm thì chiều cao tới tán lá ngọn gì luôn 60 thôi cũng được, chiều ngang là được 95. Cái này là tết mình chơi ngon lành nha, tàn rồi mới đẹp gọn. Rồi vô quanh này. Cái này nó cũng hơi khó đo, nó đo đại. Một phân thôi. 25 của chú ơi, 25
25 tính 24 thôi. Dạ, quần 24. Cũ nè. Cũ này là 86, 68 chứ. Khá cây nha cô chú. Cúc thọ hương nha cô chú, mai vàng ghép cúc thọ hương nha. Dạ mùa. Gầm xin giá. Rồi cái mã số 9 này em giao lưu với cô chú giá 2 triệu cô chú ơi. Cái này em ship luôn cái chậu cho cô chú mình nha. Đóng khung ship luôn chậu ha. Cho nó đừng mất sức thì em bó quấn bằng keo, ví dụ là tới nơi nó có bể thì cô chú cũng thông cảm thôi. Chủ yếu là giữ cái cây cho nó khỏe thôi. Tại cây hàng đang chơi Tết mình rút ra rút vô cái nó sựng cái. Chọn hương thành phẩm. Đang tròn do bay hồi đầu đầy đủ. Giờ phép đổi cái theo qua cái số 10. Rồi cái số 10 luôn cô chú ơi, cũng là mai vàng ghép cúc thọ hương ha. Chiều cam đo tới mặt bầu gì là được 85. Tán ngang là 95. 95 hơn á, anh tính 95. Cây này cũng 3 mùa nha cô chú. Này vô dây bẻ sơ sơ là con tròn vo. Gốc nó già. Đế nó cũng bỏ xuống đều hết nha, bỏ xuống đều hết. Nhưng mà em không có móc sâu nha, không móc sâu đâu, tại vì cây đang nuôi nè. Nuôi tết không. Cái bông. Chưa mà nó không cần nhiều bông nụ chứ. Mà nó ra cái tết nó cũng kẹo, tại nó bông này chưa tàn là cái kia nở, cái nở cái kia chưa tàn lâu. Ra tùm lum luôn. Rồi vô hoành luôn. Trộn nó bự, bự vài cái. Hoành 25 hơn cô chú ơi. Tròn tròn gọn gọn. Cúc thọ hương. Cây số 10. Rồi, cây số 10 em giao lưu với cô chú là giá 1 triệu 8. Dạ, 1 triệu 8 cây số 10. 8 và ship nha. Như vậy phép đổi cái. Rồi còn cây 11 cái nữa đây nè. Cái này đi lên. Cây số 11 nha cô chú. Cây này là siêu bông Sài Gòn. Siêu bông Sài Gòn nha cô chú. Cao em đo từ mặt chậu cho tới ngọn nó là 77. Siêu bông Sài Gòn. Tán ngang của nó là 80. Trần ổn luôn. Kính cây chơi Tết luôn nha cô chú. Nụ nhóc kìa. Cây này chơi Tết là ngon lành á, đang vô nụ kim hết à. Đế lực à, ông cọc to to không. Điều. Đế điều đẹp. Bỏ điều hết trơn à. Để không bành bành to kẹo. Bành đi chí này là 30 nè cô chú. Bành 30. Bành nha. Ngày để bàn là đẹp gọn. Siêu bông Sài Gòn. Kính mít luôn. Đấy đẹp. Đấy đẹp, đấy khá cây, cây đẹp. Ghép đàn trồng gió cơ chứ. Ngày Tết để bạn đều. Ngon lành luôn nha cô chú. Chỉ cần nó đều luôn. Nó ra thêm cơi nữa thì cái này đều đều. Giá. Rồi cây số 11 em cũng giao lưu là 2 triệu luôn cô chú ơi. Số 11 nha, em giao lưu 2 triệu. 2 triệu. Em cũng bao ship và đóng đóng khung nha. Thì cây này cũng là cây cuối clip em hôm nay ha. Em cũng rất mong cô chú mình xem clip yêu thương và ủng hộ em được mau lẹ. Em xin cảm ơn và xin chào. Đi rồi. Chào em mau luôn. Để chào cô chú anh chị các bạn luôn. Thì cô chú xem nghĩ cái nào hay tiếp mau giúp cho anh. Chào trân trọng kính chào cô chú anh chị mình.